này thiện hiện nên biết pháp môn tam ma địa đối với các chúng đại bồ tát là thầy là người dẫn dắt là ánh sáng là ngọn đuốc là ngọn đèn là sự chiếu sáng là hiểu là biết là trí là tuệ là cứu là hộ là thất là nhà là bờ là bến là về là đến là cha là mẹ Pháp môn Đà La Ni cũng đối với chúng Đại Bồ Tát là Thầy là người dẫn dắt, là ánh sáng, là ngọn đuốc, là ngọn đèn, là sự chiếu sáng, là hiểu, là biết, là trí, là tuệ, là cứu, là hộ, là thất, là nhà, là bờ, là bến, là về, là đến, là cha, là mẹ, này thiện hiện nên biết mười lực Phật đối với các chúng đại Bồ Tát là Thầy, là người dẫn dắt, là ánh sáng, là ngọn đuốc, là ngọn đèn, là sự chiếu sáng, là hiểu, là biết, là trí, là tuệ, là cứu, là hộ, là thất, là nhà, là bờ, là bến, là về, là đến, là cha, là mẹ. Bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, cũng đối với chúng đại Bồ Tát là thầy là người dẫn dắt, là ánh sáng, là ngọn đuốc, là ngọn đèn, là sự chiếu sáng, là hiểu là biết, là trí là tuệ, là cứu là hộ, là thất là nhà, là bờ là bến, là về là đến, là cha là mẹ này thiện hiện nên biết pháp không quên mất đối với các chúng đại bồ tát là thầy là người dẫn dắt là ánh sáng là ngọn đuốc là ngọn đèn là sự chiếu sáng là hiểu là biết là trí là tuệ là cứu là hộ là thất là nhà là bờ là bến là về là đến là cha là mẹ tánh luôn luôn xả cũng đối với chúng đại bồ tát là thầy là người dẫn dắt là ánh sáng là ngọn đuốc là ngọn đèn là sự chiếu sáng là hiểu là biết là trí là tuệ là cứu là hộ là thất là nhà là bờ là bến là về là đến là cha là mẹ này thiện hiện nên biết sự vĩnh viễn đoạn trừ tất cả tập khí phiền não đối với các chúng đại bồ tát là thầy là người dẫn dắt là ánh sáng là ngọn đuốc là ngọn đèn là sự chiếu sáng là hiểu là biết là trí là tuệ là cứu là hộ là thất là nhà là bờ là bến là về là đến là cha là mẹ này thiện hiện nên biết trí nhất thiết đối với các chúng đại bồ tát là thầy là người dẫn dắt là ánh sáng là ngọn đuốc là ngọn đèn là sự chiếu sáng là hiểu là biết là trí là tuệ là cứu là hộ là thất là nhà là bờ là bến là về là đến là cha là mẹ trí đạo tướng trí nhất thiết tướng cũng đối với chúng đại bồ tát là thầy là người dẫn dắt là ánh sáng là ngọn đuốc là ngọn đèn là sự chiếu sáng là hiểu là biết là trí là tuệ là cứu là hộ là thất là nhà là bờ là bến là về là đến là cha là mẹ này thiện hiện nên biết tất cả hạnh đại bồ tát là thầy là người dẫn dắt là ánh sáng là ngọn đuốc là ngọn đèn là sự chiếu sáng là hiểu là biết là trí là tuệ là cứu là hộ là thất là nhà là bờ là bến là về là đến là cha là mẹ quả vị giác ngộ cao tột của chư phật cũng đối với chúng đại bồ tát là thầy là người dẫn dắt là ánh sáng là ngọn đuốc là ngọn đèn là sự chiếu sáng là hiểu là biết là trí là tuệ là cứu là hộ là thất là nhà là bờ là bến là về là đến là cha là mẹ này thiện hiện nên biết thánh đế khổ đối với các chúng đại bồ tát là thầy là người dẫn dắt là ánh sáng là ngọn đuốc là ngọn đèn là sự chiếu sáng là hiểu là biết là trí là tuệ là cứu là hộ là thất là nhà là bờ là bến là về là đến là cha là mẹ thánh đế tập diệt đạo cũng đối với chúng đại bồ tát là thầy là người dẫn dắt là ánh sáng là ngọn đuốc là ngọn đèn là sự chiếu sáng là là hiểu là biết là trí là tuệ là cứu là hộ là thất là nhà là bờ là bến là về là đến là cha là mẹ